Bà mộ của cụ bà thì em thấy ở đây có cái chữ Hán nè. Đó, vòng vòng ở đây. Đây. Nhưng mà lúc đó là những người đó là người ta tự đào. Rồi sao người ta không la? Thì nói ngay thì gia đình bà già có ra nói thì người ta nói là không có dòng họ gì hết. Dạ. Có lên tiếng nhưng mà người ta nói không có dòng họ gì hết thì thôi thì bà già là không luôn. Đào cái này là bảy đi. Sâu quá hả? Ôi ở trên đây đâu mình gỡ này xuống được không? Xíu đây chút xíu mình gỡ. Những cái đường này, đường vân này là cái gân của cái lá. Đâu. Đây là gân của lá sen. À. Và đây là cái cuốn gần cái lá. À. Lá sen ở trên lóc xuống. À lá sen lóc ngược đó. Chào cả nhà. Thì theo cái hành trình gốc gũi của mình, hôm nay mình có tìm về mảnh đất Tiền Giang. Và nơi đây là thuộc xã Hòa Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Mình tìm đến đây để mà viếng thăm lại hai ngôi mộ cổ có từ thế kỷ thứ 19. Và đây là trên cái con đường để mà vào hai ngôi mộ cổ có từ rất là lâu đời. Mình sẽ quay cho cô chú anh chị xem về lịch sử cũng như là những cái giai thoại truyền thuyết về hai ngôi mộ cổ này. Thì trên cái đoạn đường quốc lộ 1 thì lại đây chạy vô đây khoảng hơn 2 đến 3 km. Cái ở trong này thì nó còn rất là âm u, không khí thì cả nhà thấy là nó rất là vắng lặng. Trước cái ngôi mộ cổ đây, đây là ngôi mộ cổ. Trước ngôi mộ cổ, cái khuôn viên của ngôi mộ cổ thì cô chú anh chị sẽ thấy được là cây thị. Cây thị này theo mình nghĩ thì có rất là lâu rồi. Này, hai một cây thị lại chia ra làm hai nhánh. Đây là một nhánh ở bên đây. Ở đây là một nhánh ở bên đây nữa, rất là to. Đó. Bằng cái mã. Vậy hả? Là lúc là mất là người ta trồng cây thị đó luôn. Có vô coi chưa? Chưa. Đây. Đây chú. Có. Cho đi em bé đâu quyền ông đâu có đi gì nha, anh đứng ngoài sau nói chuyện với định thôi. Mà tôi cũng ưa mở mạng là tôi chơi hoài gì tôi coi YouTube được mấy cái hay á. Em đâu có quay mặt anh đâu. Nó quá cái lúc mà nó thấy chị quần áo cái bình nước mà nó cái cây thị này có lâu lắm hả chú? 250 năm. Thì bây giờ mình nói thì theo cái mã này thì có hai mã ông Tang bà Tang hen. Thì là đào cái mộ bả là cái mộ bên đây. Cái mộ của bà bên đây đào là năm 80 mấy đó, cái thời năm 80 mấy đó, cũng không biết nữa. Còn cái mã ổng thì vẫn còn nguyên. Đào để kiếm cổ vật nhưng mà thực sự ra là không có gì hết. Còn xưa với hoặc là cái hàng thôi. Tại vì người ta đồn một số thông tin thất thiệt hả anh? Đúng rồi, đồn có vàng nhưng mà sự thật ra đào đâu. Hàng còn nguyên si thôi. Vậy hả? Có cái hàng còn nguyên si luôn? Còn. Ôi cưa dách tường, dách hàng vô luôn rồi. Cưa sọ bả đế này cái thành. Trời ơi. Là năm 80 mấy. Là lúc đó anh có chứng kiến luôn hả? Thấy luôn, mình thấy luôn mà. Mình thấy xương với xương với sọ chắc đó đó chứ đâu có cái gì đâu, không có gì hết. Dạ. Bây giờ mấy đám này. Mấy người đó ha, chết hết. Kỹ như đào mồ đồ mã đồ mồ là tại đâu? Nơi an nghỉ mà vẫn nghèo hết chứ không ai khá nổi. Tại vì nó cái miếng đất này là bà già bà ở thì mình lên tiếng, khi mình lên tiếng mình nói như vậy đúng không? Thì chỗ ở. Dạ. Thì người ta nói là không phải cái thân tộc của mình. Người ta nói vậy thôi mà không nói nữa. Cho con ô cây tường này theo tìm hiểu thì nó làm hợp chất ô dứt. Cái chất đó là khi mà nó sền sệt thôi, nhưng mà khi mà mình pha lên rồi là nó tự động nó dính rất là cứng. Nhưng mà qua 200 năm thì nó thấy nó 250 năm nhưng mà nó vẫn còn gắn chắc. Nè này nó dính có chút xíu mà nó cứng rồi nè. Bẻ mà không gãy. Cái này là mấy cái lỗ này là mấy cái lỗ đó là bị bơm pháo nó bắn đó. Bơm pháo. Bắn vô đó. Đó vậy. Còn mấy cái này thấy còn nguyên mà. Mấy cái này nguyên nè, cái này nguyên là bơm pháo nó bắn nè.
mấy cái này là bốn cái gốc này nó đều có bông sen hết nhưng mà nó dạ đúng rồi anh hết trơn anh nói đúng nó ngã hết bốn gốc đều có bông sen hết nhưng mà ở đây là ông con theo tìm hiểu thì ông Cù Tang á là có công để khai phá để mở mang cái vùng đất ở đây nên thành nữ ra là người ta rất là tôn kính ông tôn thờ ông và cái ở đây có một cái con kênh gọi là kênh ông Tang đúng không anh đúng. Lấy con dạ. Kênh đó đặt tên ông luôn ha cái địa chỉ tên ông đặt cho kênh đó cái địa chỉ ở đây là biết cái địa chỉ không dạ ở đây là ở đâu ở đây là ấp Hòa Trí dạ ấp Hòa Trí xã Long Khánh dạ thị xã Cai Lậy dạ em biết rồi tỉnh Tiền Giang dạ. Cái bức tường này nó rất là dày. Nó qua đây thì nó khoảng 3 gang tay. Nếu như mà có 2 gang tay đầy đủ luôn thì nó khoảng 2 gang tay. Mà súng đạn bắn là chỉ mẻ thôi nè. Cái này còn nguyên dạ. Nè, súng đạn bắn bên đây là chỉ mẻ. Ghiêu này nó đóng ghiêu hết nè. Nó khoảng dày nó khoảng 2 gang tay. Trước đây mà khi mà xây lên thì theo nghĩ thì nó rất là bề thế. Nó phải nói là trong cái thời đó mà mộ của ông với bà nó phải nói rất là đẹp lộng lẫy. Đúng rồi. Dạ. Nên nó tồn tại suốt hơn 200 năm mà nó vẫn còn được như thế này. Nè. Chắc. Đây. Cái trên đây là cái để cái trụ bốn trụ sen. Đó con sen đó còn đó. Ngoài kia còn. Ở ngoài kia đâu anh chỉ cho em cái. Còn cái mà đó. Vậy còn cái bự. Còn mấy cái lỗ này là đạn súng nó bắn. À, cái ở trên đây có một cái trụ sen hả? Anh ơi, cái trụ sen này lớn ha. Đâu. Bên ngoài này. Anh có thể vô dẫn em vô được không? Không gì đâu. Anh là một người nhân chứng mà. Ôi ở đây lại có những cái chai gì à? Chai trong đây người ta bỏ mấy cái nơi bước này dạ. À. Ô cái trụ sen này lớn chưa hả? Cũng đắt bằng cái hợp chất ô dước với lợ voi đó. Đúng rồi. Là hợp chất huyền thoại trong cái lịch sử xây mộ ngày xưa. Đâu để coi cái mẫu. Cây về cái cây bán kính của nó thì cũng khoảng 30-40 cm. Đâu có cái bán kính, cái đường kính rộng à. Cái đường kính này khoảng 6-7 tấc. Nhưng mà tại vì lâu cái móng ở dưới này. Cái móng ở dưới này nè anh là đất cái chất liệu đất ở dưới á. Nó bị lún nên là nữ ra là nó mới ngã cho thật ra là cái này nó rất kiên cố ha. Không ngã nổi. Với súng đạn bắn nó mà. Trời ơi cây thị cái lá nó đó giờ lần đầu tiên mới gặp được cây thị ở ngoài như thế này luôn. Chỉ coi cái bộ phim gì mà có cây thị nè. Thị dụng bị bà đó. Bà để bà ngửi cho bà không ăn. Sự tích cây thị. Ô nhưng mà cái vẻ của cây thị nó lần đầu tiên gặp thì thấy cái da của cây thị nó đã sần sừ. Ngộ quá ha. Theo thời gian nó đã sần sừ anh hả? Lớn. Dạ. Nó bị tróc ra giống như da của con rắn hả? Lớn đang lớn mà này lớn á. Thầy thấy mấy cái tường thành này đúng là cổ kính này. Nhưng mà rất là lớn. Cây thị này lớn. Đó đó đầu tiên gặp được cái cây thị mà cao như thế này mà giờ biết nó bự vậy nào phải chung đó đâu có lớn như vậy. Có những cái câu chuyện nào hay xung quanh cây thị này không anh? Chú không biết cái thằng này chỉ biết đơn sơ thôi. Dạ. Không biết rõ cái da nó. Vậy là chắc lúc mà cụ mất thì những người đương thời đó người ta sẽ trồng cây thị gần đây luôn. Và lúc trước thì theo anh kể thì cây thị này nó chỉ có một nhánh thôi. Một nhánh một cây thôi nhưng mà sau này nở cái hai cây vào phát triển tốt tương đương nhau. Khi mà cây thị kia bằng thị đực thị ông thị. Thị ông thị bà. À, đúng rồi cây này cây thị ông này đó thì vậy bà. Là bên hai cây, cây nào có trước? Cây đó hình như cây đó có trước không cây này? Dạ đúng rồi. Thì em cũng lúc nãy em vô đây em cũng nghĩ là hai cây hai nhánh nó cũng kỳ. Nó cũng hay. Cái mình là, kia cây dạ. Thị ông cái bên cây thị bà đó. Dạ. Thị ông thị bà. Rồi cái góc đó. Cái góc nó càng nhìn cái góc nó kìa. Góc lớn kinh. Nói chung lần đầu tiên được chứng kiến cái cây thị như thế này. Rồi được thấy mát mẻ như thế này. Phải nói là đây là thuộc dạng cây mà cây cổ thụ mà có thể là gắn tên cho nó, gắn tuổi cho nó luôn. Cho cây thị này luôn. Dưới ánh nắng mặt trời buổi chiều cũng đẹp quá chứ. Cây giống như cây di sản anh ha.
hồi nãy nói mộ bên đây là có ông gì, ông chú cụ Tan, cụ Nguyễn Phước Tan, đúng rồi, cái đó là bà cụ bà. Dạ, hiện nay thì con cháu của cụ này còn ở đây không anh? Cũng như là không còn ở đây, nhưng mà ở dưới từng hội là cũng như là cái giờ cái ta cuốn vô phả người ta biết á. Dạ. Là người ta lên người ta tả mộ hàng năm. Dạ. Một năm người ta giếng một lần. Năm người ta sẽ tạo mộ giếng một lần. Ồ, nhìn những cái đây là chắc đây là hai cái lối đi vào cái mộ. Bên đây là một cái lối đi hay là đã trước đây nó là ở đây là nó bích lại. Cái này thì chú biết thì theo chú biết là cái này nó trống lỏng gì nè. Nó trống như vậy nè, có sao hè nó bích lại. Nó bích đây. Để con qua đây con quay vô cái khuôn viên. À vậy là chú ơi, vậy chắc ngày xưa theo mình con nghĩ thì bên đây là cái cổng, bên đây giống như là cái cổng phụ. Cổng lớn cổng nhỏ, để mình đi vô cổng bên đây là cổng nhỏ. Còn cái cổng bên đây là cổng lớn. Ha chú ha. Rồi bên đây là mộ bà. Phía bên đây là mộ bà. Và hướng bên bên đây là cụ ông. Được theo một số thông tin thì xây theo hình bát úp. Ở trên đó có những cái chữ Hán ở trên đó. Nhưng mà theo thời gian thì những cái chữ này nó đã bị mờ đi. Có một số cụ thì theo anh nhưng mà mình nhìn kỹ mình vẫn thấy còn một cái chữ Hán ở đây. Đây anh ơi, anh là đây, anh có thể nhìn thấy rõ nè. À, khi mà vô cái ống kính của máy quay thì mình sẽ thấy rõ. Ống to thấy rõ hơn. Nè, đây anh ha. À, hai cái chữ Hán bên đây. Ở cái phần này thì trên này thì mình cũng còn nhưng mà nó bay mờ quá. Trên này. À, anh có thể dẫn em qua bên kia cái coi. Bức tường này chặn phía trước người ta gọi là cái đó là đây bảo vệ hai cái mảng. Cái hàng rào. Hàng rào bảo vệ. Cái bức tường bảo vệ. Bảo vệ cái mộ. Dạ. Bảo vệ cái mộ khi mình cái mộ đi. Anh tên gì em quên mất tiêu rồi. Tùng. Anh Tùng. Đây anh Tùng ơi. À, cụ bà, mộ của cụ bà. Thì em thấy ở đây có cái chữ Hán nè. À, vòng vòng ở đây. Cái... đây. Cái... nhưng mà lúc đó là những người đó là người ta tự đào. Rồi sao người ta không la? Thì nói ngay thì gia đình bà già có ra nói. Thì người ta nói là không có dòng họ gì hết. Dạ. Có lên tiếng. Mà nó không có dòng họ gì hết thì thôi thì bà già làm tin luôn. Đào cái này là 7 đi nữa đấy. Sâu quá hả? 7 đi. Ôi ở trên đây đâu mình gỡ này xuống được không? Xíu đây chút xíu mình gỡ. Có 7 ngày luôn. Là anh Tùng ơi. Vậy thì trước đây là bốn hướng sẽ là bốn cái trụ sen. Bốn cái trụ có hình bông sen ở trên như thế này. Sau này thì thời gian sau nó sẽ rớt, còn chỉ có được hai trụ thôi. Còn hai trụ sen là hướng ở góc bên cuối góc bên trái với lại đầu góc bên phải. Nhưng mà hỏi vòng vòng ở đây thì hỏi cụ mộ của cụ Tan thì người ta sẽ biết được. Ở đây là nơi cái bàn để mà người ta để đồ cúng vật cúng. Để đồ cúng. Dạ. Đây nè, đây là cái chữ Hán nè. Vẫn còn thấy cái bên đây rất rõ. Cái này hả? Dạ. Đây ha. Nè. Chữ bự hồi nãy có trong đó chữ nhỏ đó. À, bên đây hai cụ cho cụ trong quay. Đây cái chữ bên đây thì nó nhỏ hơn, nó dễ bị mờ hơn ha anh Tùng. Theo mà đó đưa sát vô có thể là thấy được rõ. Thấy sát vô thấy rõ. Thấy rõ lắm, đưa vô rõ lắm. Dạ. Đưa cái máy vô thấy rõ lắm. Chắc... này đưa rõ gì? Thấy chữ rõ. Dạ. Không biết dịch nữa. Cái này là hồi nãy em quay lên mà nó tết, thành 4 tết. Khoảng chừng 6 tết mà. Nhưng mà các cụ ngày xưa thì xây rất là kiên cố. Ở trên đây mình thấy tại sao có những cái gân như thế này ha anh Tùng? Cái, đó, cái gân đó là theo người ta kể là cái đó là một bông sen hay gì đó. Đó. Cái gân của lá sen hả? Sen này nè, nó có cái nấm ở trên nữa theo đó. Cái gân lá sen đó. À, một hình lá sen úp ngược. Ừ, đúng rồi. Điều đặc biệt là cô chú anh thấy, anh chị thấy là hình một cái lá sen đang úp ngược. Nhìn tổng thể đó thì lá sen đang úp ngược. Và đây là những cái đường này. Đường vân này là cái gân của cái lá. Đâu, đây sen. Đây là gân của lá sen. À. Và đây là cái cuốn gần cái lá.
lá sen ở trên úp xuống à, lá sen úp ngược đó, nhưng mà rất là lớn. Hồi nãy con nhìn mà thấy mấy căn răng này không hiểu tại sao, nhưng mà ở đây có cái này nè anh Tùng ơi, anh Tùng có hiểu cái đường này không? Không, cái đó là chỉ không biết đâu, cái đó không biết cái hình đó, phần đó không biết. Lá sen, hình lá sen úp ngược rất biết thôi, còn cái phần đó thì... rất là đẹp. Ở ngoài trước xây ở này thì nó gông ghiêu nó đã bị đóng. Những cái họa tiết quan trọng là cái họa tiết ở trên cái tường. Cái tường rào nè, cái họa tiết ở trên này á thì mình bây giờ mình không thấy rõ nữa. Anh nói sao anh Tùng? Cái mã này là cách nay 5-6 năm là ông cụ ông ra, là 5 năm nay là không ra, là ông nói cái cụ cái mã này là hôm nay là trên 250 năm, 250 năm là có thể 250 mấy. Dạ. Tại vì ông ra ông nhìn cái chữ này ông đọc ông mới nói là cái mã của bà của ông, còn mình biết chứ mình cũng không biết cái mã nào của ông của bà. Dạ. Nhưng mà theo cái ngày xưa á thì cụ bà, cụ nam tả nữ hữu đó. Ừ, đúng rồi. À, có nghĩa là nam bên trái, nữ bên phải. Dạ, đây là nam tả là cụ nam ông đủ, đúng ông Phước Tan. Ấp Hòa Trí. Thì bà cụ bà bên đây. Nhưng mà cái hình hoa văn ở trên đây, đây hình hoa văn ở trên đây thì anh Tùng ơi, em lại thấy cái hình hoa văn ở trên đây nó có những cái đường vân như thế này nè. À, nhìn rất là đẹp ha. Tại vì ở ngoài sau này cái hình lá sen thì mình không nói rồi. Còn ở cái phần ngoài trước này là cái phần của để mình bia, để mình khắc chữ lên. Đúng rồi. Khắc chữ Hán lên. Còn ở đây là cái hoa văn này thì cũng chưa hiểu lắm. Nhưng mà người ta nói cái hợp chất ô dước này đó là theo thời gian thì nó rất là bền, có thể rất là lâu. Trong cái triều Nguyễn ngày xưa thì hợp chất cái ô dước này giống như cho những cái người mà cao cấp hoàng tộc rồi đó. Đây thì mới xây bằng cái hợp chất ô dước này. Đúng rồi. Đây là cái nơi mà để mình để cái lễ vật mà mình cúng lên đây. Nhưng mà mộ này rất là cổ và linh. Có là cái sau cái gừng cây này là một cái bức tường nó đã bị ngã rồi hay gì anh Tùng? Nó bị ngã. Là bay cây nó sẽ chiếm lên. À, anh Tùng ơi, ở đây anh chỉ em này với. Cái ở đây là mình trước đây là ở cái nơi này là trước đây là nó cái tường nó dày luôn hay sao? Đúng rồi, cái tường vậy luôn. Vậy luôn. Còn ở ngoài sau này thì nó ngay chỗ cái nơi này thì nó mới có những cái đường vân này đi lên đây phải không? Đúng rồi. Dạ. Đây là cô chú anh chị và cả nhà mình thấy ở ngoài sau này nó bị phủ những cái lùm cây. Này là pháo nè, những pháo bơm rồi bắn. Này. Phải nói là cực kỳ công phu anh Tùng. Hôm nay may mắn thì gặp được anh Tùng, ảnh biết, ảnh chia sẻ với mình về mộ của hai cụ. Và đây là cái lối đi ra, cổng nhỏ. Cây gặp cây thị này rất là thích. Lý do là nó mang cái vẻ quyền bí, âm u ha, quyền bí ha anh Tùng ha. Đây cả nhà nhìn cây thị này thì trồng cặp mé của cái ngôi mộ, của khuôn viên của ngôi mộ, nhưng mà cái nhánh ở bên đây lại được ngã ra một cái phía đường, còn nhánh ở bên đây thì lại ngã vào cái phần của ngôi mộ của cụ ông với cụ bà. Thì cái nhánh này nó làm thêm cho cái ngôi mộ này nó thêm một cái phần mát mẻ. Đó, vô đây thì cái không khí nóng nực không còn nữa. Đây, đây là toàn cảnh khuôn viên của cụ ông với cụ bà, ông Nguyễn Phước Tan và cụ bà, vợ của ông. Đây, kết thúc rồi, cảm ơn cô chú anh chị.